Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Hôm nay mình sẽ tiếp tục làm nhiệm vụ thứ hai, mũi tiếp theo trong cái game City này. Mình vừa thấy chiếc mô tô là mình sẽ tới mình đặt cái xe mô tô của nó. Hôm nay mình sẽ làm nhiệm vụ thứ tư hay sao? Nhiệm vụ thứ tư, đúng rồi. Tiếp theo với nhiệm vụ vừa rồi mình mới làm tập thứ nhất á. Avery goes without saying. Tommy, Tommy, any progress? No, 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 no. Tell me later. Tell me later. Tommy, this is Avery. Okay. Mình sẽ đi thay đồ. Thằng này bị cảnh sát giấy chạy nè. Chạy ô nhiều tiền quá lận thôi. Tao mới đang nghèo mà. Nó cái nhiệm vụ này là đình công hay sao á, hay là gây bạo loạn hay sao. Đúng rồi, mình sẽ tới đây gây bạo loạn cho bên nhau. Mình tính là chạy Lamborghini với lại chiếc mô tô như thế này. Âm thanh nó rất là đã và rất là thích. Ê. Ôi trời, mình sẽ xả súng cho nó thiệt nhanh luôn. Sau nhiệm vụ mình sẽ làm phần nhiệm vụ là thiệt nhanh luôn, rồi sau đó mình sẽ làm nhiệm vụ tiếp theo. Ê chà, mang cảnh sát này đi theo mình hả? Lì, lì. Mày để cho tao mới nhận nhiệm vụ chứ. Mày muốn chơi hả? Muốn chơi với tao mới không? Để tao mới làm nhiệm vụ với mày. Come in and park yourself on the hide, son. Hell, my daddy used to... This girl's a real tiger, man. Okay, then some room. He's killing me! Whoa. Không mê xe rượu sao lái xe vậy? Ê, mày chạy láo luôn hả mày? Cái xe này hình như là thắng mày rồi. Bóc cái đầu lên, bóc cái mông lên sao mình không nhớ. Bóc cái đít lên rồi. Ok, mục tiêu chính là cái ông mặt trắng này nè, đang đánh gồn nè, mình sẽ giết nó trước luôn, nó xong rồi khỏi để đây nó đây. À,
Sơn làm việc nhanh cái nhiệm vụ này để mình đi đến nhiệm vụ gây cấn hơn. Càng về sau là cái nhiệm vụ nó càng khó nha các bạn. Mình cũng đồng nghĩa với vấn đề là cái tiền thưởng nó càng cao. Ôi ơi, mình lấy lại xin nhắm đến đây mình bắn thôi, nó xong luôn. Ai mới gọi mình á? Hey, Caddy, get over here. Xong rồi, giờ mình sẽ quay lại. Mình sẽ quay lại ban đầu. Mình đến với chị A, để mình nhìn thứ hai. Hola, is this Mr. Versetti? Yeah. This is Cortez. You were at my party? Yeah, I remember. Mr. Versetti, it was a most unfortunate incident that happened with your business deal. I know. I want you to know me and my people are doing their utmost to get to the bottom of it. If you'd like to talk to me more privately, you can find me at the bar. Okay? Good day, señor. Nói cái gì vậy mà cũng chả biết nữa. Làm cái ai trước này, làm cái C ra đây. Thôi mình làm cái A cho nó xong luôn. Mình bắt đầu dứt điểm cá luôn, chứ để lòng vòng dài mà. Ơi, là Tommy. Hey Tommy, it's Sunny. How's the suntan? I ain't got no suntan. We ain't got my money either, so I'm one of them myself. Cái tầm mì ấy ngon. Vừa đi giữa đường vừa đi đường ngoài. Cái này là không được nên mình là chắc. Cứ bát mấy cái. Now look here, son. I got a problem, and I reckon you could help me with it. I'm no builder. Mình hiểu rồi, cái nhiệm vụ này là nhiệm vụ đặt bom nè, có nổ trong cái tòa nhà đó nè. Ok, mình sẽ thực hiện nhiệm vụ này luôn. Và sau khi hoàn thành nhiệm vụ này, mình sẽ kết thúc video này nha các bạn. Mình sẽ lấy trực thăng, mình sẽ chở từng quả bom này để đặt ở 4 vị trí trên cái bản đồ. Và sau khi đặt đúng 4 vị trí là nhiệm vụ nó sẽ hoàn thành luôn. Ok, bắt đầu nào. Lát làm sao đây trời. Rồi, được rồi, một quả đầu tiên. Nhiệm vụ này nếu mà không quen cũng khó làm lắm các bạn à. Thông thường là cái nút lái á, nút lái là cái nút mà mình chạy tới á, là nó bay cao lên. Còn lúc mình bay tới là số 9. Xong một cái rồi, mình quay đầu lại là số 4 nè, còn bay nè. W á, chữ W á là bay cao lên, còn hạ xuống là chữ F, bên phải là chữ D, còn bên trái là chữ A. Còn mình muốn quay cái trực thăng bên phải là số 2 đúng rồi, số 2 nè. Còn cái trực thăng bên trái là số 4, còn trực thăng bay cao, bay tới là số 9 và bay lui là số 6. Rồi, hai quả nè. Cho mày. Tao cho mày lì với tao không mày.
Thì sợ là mình lái lại không có quen. Mình lái nó cũng khó. Đúng không? Mình lái nó quen không? Nè, tới rồi. Hai quả, hay quá trời ơi. Bây giờ căn cứ thôi, đi đâu vậy? Không được, không lấy quả thứ ba nào. Đúng là lâu rồi mình chơi lại, nhưng mà cảm giác nó vẫn hồi hộp như là ban đầu luôn á. Mình sẽ lấy cái quả trong trước. Lấy luôn, lấy luôn. Ơ, đúng rồi. Hay thôi. Còn 4 phút 35, 37 giây nữa. Nó bắn mày luôn. Tao chém mày là con bắn bắn. Đâu ta? Sao không thấy ta? Mình bắn, mình chém nó chứ để nó bắn mình nguy hiểm lắm. Mày bắn hả mày? Cái này công nhân này không sợ. Không bắn rồi. Ba quả rồi. Ok. Và cuối cùng nữa là sẽ xong nhiệm vụ này. Ê, đâu vậy? Đâu vậy? Đâu vậy? Mày, mày lì quá mày. Không quen kiếm bắn. Đánh hoài à. Còn 3 phút 10 giây. Mình nghĩ là mình sẽ hoàn thành được nhiệm vụ này đó các bạn. Ok. Lùm đó. Rồi. Vòng cuối cùng mới được chở là trực thăng mới đi. Đây là trực thăng điều khiển nè. Ok. À, thấp thoáng bóng dáng của anh công nhân đang nhảy kìa. Nhảy hả mày? Ôi, ôi trời ơi, nó chém mình kìa. Mình chỉ muốn cho cánh gạt nó chém mình nó một cái thôi mà tại sao nó không chém được ta. Dám đập trực thăng của ta hả mày? Dám đập trực thăng của Tommy. Ê, đừng chứ anh bạn. Đâu rồi? Ơi. Rồi, bom cuối cùng cũng đã tới. Bum. Nhiệm vụ đã hoàn thành rồi các bạn. Mọi người đánh sập được tòa nhà này rồi. $1,000. Rồi, mình xin chào các bạn nha. Cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Bye bye.